ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến hành trục vớt phương tiện xe đầu kéo nhịp cầu Phong Châu bị sập và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân mất tích. Đối với nhịp cầu bị sập, lực lượng chức năng sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp dàn thép, sau đó dùng cần cầu tải trọng lớn kéo lên bờ. Với phương tiện xe đầu kéo mắc kẹt trong vòng cầu, lực lượng chức năng cắt phần thùng xe kéo lên trước, phần đầu xe kéo lên sau. Trong quá trình trục vớt phần đầu xe đầu kéo, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bên trong cabin. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Tâm Nông xác nhận thông tin này. Ông cũng cho biết hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ xác định danh tính. Trong danh sách các nạn nhân mất tích mà công an tỉnh Phú Thọ công bố trước đó, có hai trường hợp liên quan đến phương tiện xe đầu kéo, đó là anh Hà Quốc C, sinh năm 1986, ngụ xã Chu Hóa thành phố Việt Trì, chạy xe đầu kéo biển kiểm soát 19H 02419 và anh Dương Công C, sinh năm 1981, ngụ Đan Thượng, Hạ Hòa, chạy xe đầu kéo biển kiểm soát 19H 04212. Chiều ngày 20 tháng 9, đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, ngày 20 tháng 9, lực lượng công binh đang tiến hành làm đường dẫn hai bên cầu xuống cầu phao Phong Châu. Trước đó từ ngày 19 tháng 9, lực lượng quân đội đã hạ thủy một số phao vị trí lắp đặt cầu phao cách cây cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng, bờ tả thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, bờ hữu thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Theo lãnh đạo huyện Tam Nông, các lực lượng đang tiến hành gia cố bến phá lên xuống để đảm bảo an toàn sẽ hoàn thiện thông cầu cho người dân đi lại. Nếu điều kiện thuận lợi, có thể trong vòng 2-3 ngày tới sẽ hoàn thiện lắp đặt. Với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, Tri Cục Đường Thủy Nội địa khu vực 1 đề xuất phương án vận hành cầu phao phong châu sau khi hoàn thành lắp đặt, đảm bảo an toàn. Đại diện Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam cho biết, để nhanh chóng vận hành cầu phao an toàn sau khi lắp đặt xong, Tri Cục Đường Thủy Nội địa khu vực 1 đã phối hợp với đơn vị vận hành cầu phao thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực. Theo đó, lưu lượng phương tiện thủy lưu thông trên khu vực luồng qua cầu phao là không lớn. Thống kê tại trạm quản lý đường thủy nội địa cổ tiết cho thấy trong năm 2023 có khoảng 120 lượt phương tiện một tháng. Phương tiện có trọng tải từ 100 tới 300 tấn, chủ yếu vận chuyển vật liệu xây dựng, cát, đá, sỏi, gỗ răm và đánh bắt thủy hải sản. Do vậy, nhằm đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi nhất, tri cục đề xuất phương án là đóng mở cầu phao một lần một ngày, từ 9 giờ đến 10 giờ hàng ngày, linh hoạt số lần đóng mở tùy theo phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực sau khi thống nhất với đơn vị vận hành cầu phao về thời gian đóng mở cầu phao tri cục ra thông báo hạn chế giao thông thông báo thời gian đóng mở cầu phao gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng các sở giao thông vận tải chính quyền địa phương v v thông tin đến các thuyền trưởng điều khiển phương tiện biết để chủ động thời gian lưu thông qua khu vực bảo đảm an toàn hiệu quả Tri cục cũng đề nghị cấp thẩm quyền bố trí hai trạm điều tiết tại khu vực thượng lưu hạ lưu cầu Pha Phong Châu, bố trí phương tiện và nhân lực theo quy định về công tác điều tiết khống chế, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa để điều tiết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, vụ sập cầu Phong Châu kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7 lúc 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9. Thời điểm cầu sập có 8 xe gặp nạn, gồm một xe tải, một xe con, 5 xe máy, một xe đạp điện. Tính đến ngày 20 tháng 9, có 3 nạn nhân được cứu sống, tìm kiếm được hai người thiệt mạng. Như vậy, còn 6 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Sáng ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang có mặt tại cầu Phong Châu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án cứu hộ trục vớt phương tiện bị chìm đắm trong sự cố sập cầu Phong Châu. Theo công an tỉnh Phú Thọ, đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra cũng có mặt tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu vào sáng ngày 20 tháng 9 để chỉ đạo lực lượng ghi nhận hiện trường, tiến hành công tác điều tra ban đầu. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng cùng với các phương tiện xe máy chuyên dụng, tiến hành san gạt mặt bằng, di chuyển đặt cầu chuyên dụng vào vị trí thuận lợi để tiến hành trục vớt. Nhịp cầu Phong Châu bị sập cùng với chiếc ô tô tải mắc kẹt bên trong, cách cầu Phong Châu khoảng 100m, đã được lực lượng chức năng sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp dàn thép. Dự kiến sáng nay, ngày 20 tháng 9, các lực lượng sẽ trục vớt nhịp cầu phương tiện và tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ sập cầu khiến hai nhịp 67 và trụ Tây 7 phía bờ hữu sông Thao bị cuốn trôi, một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, sáu mô tô, một xe máy điện và tám người mất tích. Cần cầu chuyên dùng 400 tấn được đặt trên bờ, hai tàu có lắp trục vớt được dùng để nâng nhấc bê tông mặt cầu, trụ cầu, cọc, bệ mố đang chìm dưới nước lên mặt nước. Sau đó, lực lượng chức năng dùng máy xúc đặt trên tàu tiến hành phá rỡ. Riêng đối với trụ cầu T7 bị đổ không thể phá rỡ lai rắt, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ nói sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền, thả phao, báo hiệu cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy để chờ khi nước sông rút sâu sẽ tiến hành phá rỡ thanh thải nếu cần thiết. Cơ quan này đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ xem xét chấp thuận gần 9 tỷ đồng thực hiện trục vớt phương tiện phân cấu Phong Châu bị chìm dưới lòng sông. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ dự kiến thời gian trục vớt diễn ra trong khoảng 60 ngày. Đến 18 giờ chiều ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã huy động máy lưu, máy ủi, ô tô vân vân cùng nhân lực tiến hành san gạt mặt bằng, đặt cầu chuyên dùng vào vị trí để chuẩn bị cho công tác trục vớt phương tiện trong vụ sập cầu Phong Châu. Lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp dàn thép, sau đó trục vớt ô tô tải bị đắm. Tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự khu vực trục vớt, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực trục vớt phương tiện. Dự kiến sáng ngày 20 tháng 9, các lực lượng tiếp tục triển khai trục vớt nhịp cầu phương tiện bị đắm và tìm kiếm người bị mất tích với tinh thần làm việc khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ trục vớt. Trước đó, cũng trong ngày 19 tháng 9, lực lượng quân đội đã thả một số phao xuống sông Hồng để khảo sát thăm dò mực nước. Việc lắp đặt cầu phao sẽ được tiến hành ngay khi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật an toàn. Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9 tháng 9, nguyên nhân là do lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, chảy xiết dẫn đến cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính là nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 mô tô, một xe máy điện, 8 người mất tích, vân vân. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là Lương Xuân Tê và Nguyễn Thị Hát là hai vợ chồng cùng ngụ ở khu 1 xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy. Dự kiến chi phí trục vớt phương tiện nhịp cầu phong châu bị sập là gần 9 tỷ đồng. Chiều 19 tháng 9, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh bắt đầu thả đốt phao giữa sông Hồng để kiểm tra đầu bến. Lực lượng công binh sẽ kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật, đánh giá độ an toàn trước khi chính thức tiến hành lắp đặt cầu phao. Cầu phao bắc qua sông Hồng sẽ kết nối giao thông giữa hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ sau khi cầu Phong Châu bị sập cách đây 10 ngày. Ghi nhận tại vị trí lắp đặt cầu phao thuộc địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, lực lượng chức năng đang dọn dẹp, gia cố tuyến đường dẫn và vận chuyển vật tư để gia cố tuyến đường dẫn phía bờ xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. Tại vị trí phần cầu Phong Châu bị sập, mắc kẹt ở phía bờ huyện Tam Nông, lực lượng chức năng cùng các phương tiện thiết bị đang cứu hộ cứu nạn, trục vớt phương tiện chìm đắm. Các chiến sĩ gấp rút vận chuyển vật tư lên tàu, di chuyển sang phía bờ xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. Đường dẫn phía xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao đang được các lực lượng gia cố đảm bảo an toàn. Theo cán bộ kỹ thuật Lữ đoàn 249, việc tiến hành lắp đặt đốt phao để kiểm tra kỹ thuật an toàn trước khi lắp đặt cầu phao chính thức. Sáng 19 tháng 9, tại khu vực cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, các lực lượng chức năng tiến hành hạ thủy một số phao để đánh giá trước khi tiến hành lắp cầu phao. Trao đổi sáng 19 tháng 9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho hay, sáng nay, lực lượng quân đội đã hạ thủy một số phao dùng để lắp đặt cầu phao phía bãi sông Hồng, gần khu vực dự kiến lắp đặt cầu phao. Ông Hùng cho hay, hiện các đơn vị đang đưa thử một số phao xuống để đánh giá độ an toàn, khảo sát các yếu tố liên quan đến kỹ thuật chuyên môn. Nếu dòng nước, mực nước đảm bảo điều kiện kỹ thuật, có thể lắp sẽ tiến hành lắp đặt. Song song với đó, các lực lượng đang tiến hành gia cố bến phà lên xuống để khi đảm bảo an toàn sẽ hoàn thiện, thông cầu cho người dân đi lại. Ông Hùng thông tin, nếu điều kiện thuận lợi, có thể trong 2-3 ngày tới sẽ hoàn thiện lắp đặt. Như đã đưa tin, ngay trong đêm ngày 9 tháng 9, lực lượng quân đội đã hành quân chuẩn bị trang thiết bị để sẵn sàng cứu hộ, lắp đặt cầu phao sau khi cầu phong châu bị sập. Việc lắp đặt cầu phao tạm nối liền giao thông do cầu Phong Châu bị sập trước đó. Trước đó ngày 16 tháng 9, Thủ tướng đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì, khẩn trương phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan triển khai ngay nghiên cứu khảo sát, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C. Việc xây dựng cầu đảm bảo kiên cố an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10. Người đứng đầu chính phủ cũng giao Bộ trưởng các bộ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, chủ động hướng dẫn tỉnh Phú Thọ để hoàn thiện sớm nhất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, cân đối bố trí vốn báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 9. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu gặp sự cố sập, cuốn trôi trụ và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và 7 phía bờ hữu sông Thao, làm hai người chết, 6 người đang mất tích. Tính đến sáng 19 tháng 9, trong báo cáo gửi Thủ tướng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Trung ương hỗ trợ công trình xử lý khẩn cấp khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 3, trong đó có cầu Phong Châu vừa bị sập. Cụ thể, địa phương này kiến nghị xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C, dự kiến quy mô chiều dài 430m, chiều rộng 21,5m, tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 100%.